Vào rồi, Cháo Lòng lên top 5 luôn rồi. Nhưng không biết, chắc không phải anh Cháo Lòng rồi. Không phải anh Nhói Lòng. Cháo Lòng này cứ đòi chơi mình chắc không phải. Chắc không phải đâu. Thử nha. Cứ bám sát vào, đừng đừng cho nó chết. Làm sao để có tấn công được nó chết thì mới ok được. Chậm rồi anh con à. Súp hơi khó à. Ông kia viết kiểu gì thế à? Anh Quốc anh viết kiểu không có dấu, hơi khó đọc một chút mọi người. Nó dài quá mà con game này, nếu mà mình đọc mình vẫn đọc được thôi, chứ kiểu là nếu mà mình cố đọc ấy thì sẽ không tập trung được con game anh em ạ. Cháo Lòng này, Cháo Lòng gì ấy. Ôm được cái nha, nếu mà không có anh bạn Nhói Lòng này là ôm được ấy. À nó hôm qua bỏ cái bút điểm mà ok anh. À xả mấy con này, vậy con này bướng đấy. Vậy con này bướng phết anh ạ. Bình tĩnh nha mọi người nha, anh em mình quay nó bình tĩnh nha, đừng đơm nhau làm gì cho mệt. Có con Toto bên dưới luôn này. Con Toto này cũng rất là thời cơ nhá, con này rất cơ hội anh em nhá. Bắt xong con này ra đánh con Toto luôn. Đấy, anh em mình lừa ra ấy xong là dã Toto luôn anh em ạ. Thế là mới hay. Đây rồi. Toto này. Không, Toto cho nó lên luôn đi cho nó gắt. Cho nó lên đây, đúng rồi, cho nó lên. Cho Toto lên cho nó ép mình cho nó vui này. Game bắt đầu vui hơn rồi đấy. Anh gót đi nhanh một chút này. Đừng quặn tròn em chỉ mọi người rồi. Khi mọi người muốn nhường đuôi hoặc gì đó mọi người cứ chạy thẳng ấy nó mới nhanh được. Quặn tròn cái vận tốc của nó sẽ không nhanh bằng. Dã được con này phát quay đánh con Toto luôn này. Một mũi tên đánh trúng ban chim luôn. Nhưng hơi tiếc người anh em này kem mình này. Trần Thị Yến Linh, con này cũng đấu với Toto á? Con này cũng đấu với Toto luôn anh em. Vấn đề bây giờ làm sao để ấy này. Nam Nguyễn, anh tới đây. Bây giờ em làm sao phải được con này đã. Anh God đã đi rồi này.